Văn án, ma giáo giáo chủ của ảnh hậu, Lạc Huyền Ca cuối cùng đánh bại minh chủ Võ Lâm nhất thống giang hồ, còn chưa kịp thiên thu vạn tái thì đã trúng độc bỏ mình, tỉnh dậy, sống lại trên người một tiểu cô nương ở thế giới khác. Nhiều thêm một phần hôn ước không nói, đối tượng còn là nữ, vì giúp tiểu cô nương hoàn thành ước nguyện, vì kiếm tiền dưỡng gia sống qua ngày, Lạc giáo chủ quyết định tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh nổi bật nhất. Vấn đề 1, xin hỏi ngươi có sở trường gì? Lạc giáo chủ, ta biết vượt nóc băng tường đao thương kiếm kích, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát sướng khúc. Những thứ này có xem như sở trường không? Phóng viên, vấn đề 2, nghe nói ngươi cùng An Ảnh Hậu kết giao đã hơn 1 tháng, đây là thật sao? Lạc giáo chủ, dạ, chúng ta đã kết hôn hơn 1 năm. Phóng viên,